Xin chào tất cả các bác, anh các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các hàng đồ tháo máy. Bác nào có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại hàng Nhật bãi Long Hợi theo hai số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ của hàng xem mua trực tiếp nhé. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi ạ. Trên video hôm nay em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video. Giá trên video là giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc. Cái này thì tiền ship đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần đâu ạ. Trên video nếu em quay không được rõ mẫu nào, các bác có cần xem lại mẫu nào thì mình cứ chốt theo, mình cứ chọn theo số, xong em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 ạ. Đây số 1 em có mấy cái trục sắt này các bác. Đây của nó là cái trục tròn nhá. Đây này, trục tròn ạ. Đây các bác, nó là bằng sắt nhá. Đây em thử lâm châm là hút này. Đây là sẽ có một cây ngắn và hai cây dài. Cái này phần đầu trục, phần trục tròn em đọc là phi 20. Phần đầu gen trên này em đọc là 16 á. Phần thân ở đây, đường kính ở đây em sẽ đo được là 62. Bên dưới nó sẽ có một cái phần lỗ này. Phần lỗ tròn em sẽ đo được là nó là 13 nha các bác. Kích thước của cái cây này, mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ đo được là 27cm. Cái mẫu này có một cây này. Còn cái cây dài này thì có hai cây này. Phần lỗ ở đây em đo được là 13 nhá. Phần tròn này đo được là 20. Phần gen mẫu này đo được là 16. Đường kính ở đây thì nó giống nhau này. Ở đây em đo được là 63. Mẫu này thì nó dài nhỉnh hơn một chút thôi. Đây các bác, mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ đo là 29,5cm. Combo này nó gồm 3 chiếc của mẫu số 1 ạ. Có giá là 90.000 nha các bác. Đấy, nó bằng sắt nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là bộ combo nhiều này, gồm 2, 4, 6, 8 chiếc ạ. Cái này nó sẽ có một cỡ nhá. Bên dưới cũng sẽ có một cái phần lỗ trục ở đây. Phần lỗ trục em đo được là 12. Phần trục tròn đo được là phi 20. Còn phần gen bên trên này thì em sẽ đo được là 16. Phần tròn ở đây đường kính em đo được là 63. Mẫu này tổng chiều dài này, tổng chiều dài mẫu này đo được là 19,5cm ạ. Combo này của em là gồm 8 chiếc của mẫu số 2, có giá là 150.000. Là combo gồm 8 cái luôn ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Đây số 3 là cái bộ này. Combo này cũng gồm 2, 4, 6, 8 chiếc ạ. Phần lỗ bên dưới em sẽ đo được là 12. Phần trục tròn đo được là phi 20. Phần gen mẫu này em đo được là 16 này. Còn phần ở đây, đây em sẽ đo được của nó là 50 ạ. Mẫu này tổng chiều dài này, tổng chiều dài mẫu này sẽ đo được là 22cm. Combo gồm 8 chiếc của mẫu số 3, có giá là 150.000 nha các bác. Mẫu này kiểu như cũng trục tròn sắt đặc ruột đấy. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 4 ạ. Số 4 ở bên trên đây. Đây các bác, số 4 là bộ combo này gồm 2 này, 4 này. Mấy đây? 2, 4, 6, 8 cái. Ủa hình như nó giống như mẫu này à? Mẫu này nó có mấy cái ngắn, mấy cái dài. Đây chiếc đầu tiên, mẫu là mẫu này. Mẫu này phần lỗ trục của em đo được là 12. Phần trục tròn đo được là phi 20. Còn phần gen em đo được là 16. Bên dưới đây là 12 nhá. Phần thân ở đây đường kính em đo được là 50. Cái cây này chiều dài này, mẫu này tổng chiều dài là được 19,5cm. Đây là cây ngắn này. Cái cây này có xem mấy cây đây. Cái cây này là có 6 cái, còn đây là hai cây dài này. Cái này phần lỗ trục của em đo được là 12, trục tròn đo được là phi 20. Còn đầu gen bên trên em đo là 16 này. Đường kính ở đây em đo được là 50. Mẫu này tổng chiều dài đo được là 22cm. Combo này gồm 2 cây dài và 6 cây ngắn. Tổng 8 chiếc của mẫu số 4, có giá là 150.000 ạ. Trục tròn sắt đặc nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là cái mẫu này. Mẫu này em đang có 10 cây. Mẫu này phần lỗ trục này ở đây em đo được là mười mấy đây, 13 nha các bác. Phần trục tròn đo được là phi 20. Phần gen trên đầu em đo được là 16.
Phần thân ở đây đường kính đo được là 62. Mẫu này tổng chiều dài của nó sẽ được là 22 cm ạ. Combo này em sẽ bán là 100.000, combo 5 chiếc. Ở rổ đây em đang có 10 chiếc là 2 bộ nha các bác. Các bác chốt cho em là mẫu số 5. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Số 6 là bộ combo gồm 3 cái gối nhôm nha các bác. Gối nhôm nha. Mẫu này phần lỗ trục của đây em sẽ đo được là 18, độ dày đo được là 19 ạ. Bản rộng là 34, chiều cao của mẫu này là được 70. Mẫu này là có 5 chiếc này. Còn đây cái này mẫu này có 1 chiếc. Phần lỗ bên trong là 18, độ dày đo được là 18, bản rộng là 29 ạ và chiều cao mẫu này đo được là 60. Combo tổng gồm 6 chiếc của mẫu số 6 gối nhôm có giá là 60.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là bộ combo những cái ke này. Cái này là ke của nó là bằng sắt nhá, nó liền một khối như này này các bác. Độ dày em đo được là 6 ly. Phần lỗ tròn ở đây này em đo được là 30. Kích thước bản ngang mẫu này là 6 cm, chiều cao là 6,5 cm nha các bác. Cái này là bộ combo của mẫu số 7 này, tất cả chỗ này luôn, có giá là 120.000 nha. Tiếp theo là mẫu số 8. Đây ạ, số 8 là mấy cái này. Cái này nó cũng bằng sắt nha các bác. Bên dưới đây nó có cái phần lỗ tròn đo là phi 20. Phần lỗ tròn trên này là được 12 này. Bên trên đấy sẽ có một cái phần lỗ ren bên trong này các bác. Phần lỗ ren bên trong đo được là 14 ạ. Đây là mẫu số 8 này. Cái này em bán theo combo là 100.000, combo 8 chiếc nhá. Đây các bác chốt là mẫu số 8 giúp em. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là cái bộ này. Bộ này là cái nó to hơn nha các bác. Đây nó to hơn này. Bộ này về phần lỗ trục của đây em đo được là 25. Còn bên trên nó sẽ có một cái phần lỗ ren như này. Phần lỗ ren bên trong này em đo được là 19 ạ. Phần lỗ tròn em đo được là 18. Đây các bác, mẫu này mẫu to nhá. Combo này gồm 6 chiếc ạ, của mẫu số 9 có giá là 130.000 thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 là bộ combo ốc này. Cái này là ốc lục giác hàng tháo máy kiểu ốc to nha các bác. Này là ốc to nha. Ốc này thì ở đây em có một bộ combo là gồm 5 kg ốc to như này, có giá là 180.000 5 kg nhá. Như cái ốc này thì em đo được là 12 này. Kiểu trong đây chắc con to nhất là ốc 12 đấy. Đây xem nào. Đúng rồi, ốc to của ốc 12. Ốc 10, 12 các bác. Combo này là của mẫu số 10, 180.000 combo 5 cân nhá. Hiện tại các cái ốc này thì em đang có cả cái loại lẫn lộn giống như mọi lần các bác vẫn mua ấy. Loại nhỏ ấy, từ ốc M8 quay về thì giá là 40.000 1 kg. Các bác mà có nhu cầu xem mời các bác qua Zalo, em chụp ảnh xem nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 11. 11 là cái mẫu motor này. Cái mẫu motor này em thấy là hình thức thì còn rất là mới và đẹp, không có bị bể vỡ gì đâu ạ. Như cái mẫu motor này thì cái nào cũng còn nguyên hai cái phần đầu dây rắc như này vẫn còn đầy đủ nha các bác. Bên trên nó sẽ có một cái phần đầu trục này. Mẫu này phần đầu trục em đo được là 8 ly. Kích thước phần thân này. Mẫu này bản ngang là 4 cm ạ. Còn chiều dài phần thân motor là 13,5 cm. Trên đây nó sẽ có một cái phần tem như này. Nó ghi là Make in Japan này, ở đây này. Japan nhá, hàng của Nhật nhá. 100W điện 200V. AC sạc vô motor. Như cái mẫu này bác nào biết thì chốt này. Tại vì cái hàng này em không biết là test như nào. Hình thức thì chỉ chọn cho các bác được là hàng đẹp, không có bể vỡ. Và đầu dây rắc cắm là vẫn còn nguyên như này thôi nhá. Cái này thì em sẽ bán theo combo là 150.000, combo 2 chiếc. Bác nào muốn mua kèm theo đơn hàng mà mình muốn mua 1 chiếc để mình về trải nghiệm ấy, thì có thể chốt theo cái giá là 80.000 1 chiếc nhá. Các bác chốt cho em là mẫu 11. Mẫu này thì các bác chốt thoải mái này. Mẫu này phải đang có đến tầm 15 đến 16 chiếc luôn ấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 12. Mẫu 12 ở đây em đang có 2 chiếc này. Bên trên nó sẽ có một cái phần đầu trục như này. Phần đầu trục mẫu này đo được là 14 á. Kích thước phần thân này, mẫu này bản ngang đo được là 6 cm, chiều dài phần thân motor là 10 cm. Cũng còn nguyên hai cái phần đầu dây rắc cắm vẫn còn đầy đủ như này. Mẫu này nó sẽ có cái tem ở đây này, AC sạc vô motor, nhưng không thấy ghi thông số điện bao nhiêu nha các bác. Nó chỉ có mỗi một cái tem nhỏ như này thôi này, Make in Japan. Đấy, cái này bác nào biết thì chốt nhá. Cái này em cũng không biết là test đấu như nào. Hiện tại mẫu này thì em đang có 2 chiếc thôi. Hai cái thì đều còn đủ dây rắc như này, không có bị bể vỡ gì. Mẫu số 12 có giá là 100.000 một chiếc nha các bác. Đấy, các bác có cần xem lại cái tem của mẫu nào thì các bác cứ báo vào trong Zalo, em chụp ảnh lại các bác xem tham khảo thêm.
Tiếp theo em chuyển qua mẫu 13. 13 ở đây em đang có 3 cái con lăn này. Cái này con lăn bằng nhôm nhá. Cái này chắc là đặc ruột bên trong ấy, cầm nó nặng lắm các bác. Ở giữa sẽ có một cái phần rãnh như này. Cái này phần trục của em đo được là 15, phần rãnh bên trong đo được là 8 ly. Chiều cao của nó đo được là 60 ạ. Đường kính mẫu này to này, đường kính của nó là 100 nha các bác. Hình thức thì rất là mới và đẹp luôn này. Cái này là hàng Hàn Quốc ấy các bác, đẹp lắm. Mẫu số 13 này của em có giá là 200 ngàn một chiếc nhá. Em đang có 3 chiếc đây. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. 14 ở đây em có bộ combo gồm hai cái khởi này các bác. Mẫu này là khởi của Fuji nhá. Hình thức là theo quan sát là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì, phần chân ốc là còn nguyên. Để em xem nào, mẫu này nó có cái tem đây này. 19A AC32A, coi mẫu này là 110V nhá. Và made in Japan nha các bác, hình thức đẹp luôn. Hai cái đều còn đẹp và đầy đủ ốc nha các bác. Cái này hàng tháo tủ, nó sẽ còn nguyên chân ốc này các thứ này, hình thức đẹp lắm. Mẫu số 14 này, cái này em bán theo combo 2 chiếc là có giá là 100. À đâu, mẫu số 14 combo 2 chiếc có giá là 200 ngàn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 15. Đây ạ, mẫu 15 là cái này. Ở đây em đang có 3 chiếc này. Này biết gọi nó là cái gì đây. Ở đây nó ghi thông số điện trên này là điện 24 đến 240V, hàng của Omron các bác. Made in Japan. Đây các bác. Kích thước phần thân này, mẫu này bản rộng là 4 cm, chiều dài của nó là 5,5 cm. Bên trên bên dưới là phần chân ốc là vẫn còn nguyên nhá, đầy đủ nhá. Cái này kiểu nó mở ra được bên trong của ta. À đây này, đây là cái nắp bên trong của nó này. Nắp nó sẽ mở ra được như này. Đấy, các bác có cần xem lại cái phần tem của nó, mời các bác qua Zalo em sẽ chụp ảnh các bác xem nhá. Mẫu số 15 này em đang có 3 chiếc này, có giá là 50.000 một chiếc nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 16. 16 là cái mẫu ốc này. Cái này là ốc của bắt nhôm nha các bác. Này là ốc bắt được các cái thanh nhôm kiểu nhôm định hình ấy. Đây các bác. Đấy, bác nào mà làm các cái hàng nhôm định hình thì mình sẽ rất là quen thuộc với những cái con ốc này. Ốc này thì cái này thì em bán theo kg là 70.000 một kg nhá. Như cái này này, nó đang có cái cỡ trên đây là ốc M8 này. Bắt được ốc 8 ấy các bác. Còn các cái mẫu nhỏ này sẽ là ốc 5 với cả ốc 6, nó lẫn lộn nên nhiều loại nha các bác, không phải một loại đâu. Cái này thì đây này, có cái nó sẽ có cả một chút cái cao su ấy các bác. Cái gì nhỉ? Cái như cái đệm mút để đỡ ở cái phần gen của nó ấy. Đây này. Đấy. Cái này bằng sắt nha các bác, không phải inox đâu. Nhưng mà nó sáng nhìn trông là giống inox nhưng mà nó bằng sắt thôi. Cái này bán theo là kg, mẫu số 16 các bác chốt cho em là 70.000 một kg nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 17. Đây 17 ở trên này. 17 là cái chiếc này. Cái này giống như một cái hộp mà dạng hộp điều khiển motor ấy. Đây này, motor step driver nhá, made in Japan này. Bên đằng đây sẽ có các cái phần dây điện nó đã cắt hết rồi. Như hình thức mẫu này thì rất là mới luôn. Bản rộng mẫu này được đo được là 10 cm, chiều bên này là được 9,5 cm ạ. Mẫu số 17 này em có mỗi một cái thôi các bác. Cái này có giá là 100 ngàn nhá. Đấy, bác nào chốt thì báo em. Mấy cái hàng này thì em lại không quen nên không biết là test như nào. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 18. Số 18 là cái gì đây? À kiểu như cái máy phanh à? Máy phanh hay máy gì đây? Đây là có một cái vuông vuông ở trong này các bác. Đây này. Nó vừa lắp vừa với cái lỗ này. Cái này phần lỗ trục ở đây em sẽ đo được nó là 14 á. Cái chiều bên này em đo được là 3 mấy đây? 37 các bác. Đường kính mẫu này đo được là 95. Ở đây còn nó có cái tem như này. Điện DC 180V này, made in Japan. Đây các bác, các bác có thấy cái phần tem thông số rõ nét không? Đấy, nếu mà không xem được rõ thì mời các bác cứ chọn theo mã số trên sản phẩm, xong em sẽ chụp ảnh lại các bác xem nhé. Mẫu số 18 này, cái này của em có giá là 200 ngàn. Hình thức thì rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 19. 19 là cái bộ này. Cái này là bộ combo các cái vòng nhôm này nha các bác. Kích thước phần lỗ bên trong em đo được là 18, độ dày bên này đo được là 12, đường kính bên ngoài đo được là 32 các bác. Combo này rất là nhiều luôn nha. Combo của mẫu số 19 có giá là 150.000. Cái này chắc phải đếm số lượng ra thôi chứ nó nhiều lắm. Nhưng mà để nguyên như này thì em sợ các bác không biết. Để em đếm thử xem là bao nhiêu bộ, bao nhiêu chiếc nhá. 3 này. 6 này. 10. 12. 12, 14 là 16 này.
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Vậy 40 cái luôn các bác. 40 cái một bộ. Đây là mẫu số 19, có giá là 150.000 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 là mẫu này. 20 mẫu này em đang có 2 chiếc này. Này biết gọi là cái gì đây? Omron điện DC 24V. Phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ nha các bác. Đấy, phần chân ốc là còn đầy đủ nha. Tay bên sườn nó có cả cái tem, kiểu như cái tem niêm phong kiểu chưa bị khui các bác. Em đo kích thước phần thân này. Cái này phần mặt bích bên trên là 6,7 cm, bên này là được 7,5 cm. Tổng chiều cao của nó là 11 cm này. Cái mẫu này em đang có 2 chiếc. Cái này là cùng một loại này các bác. Là mẫu số 20, có giá là 100.000 một chiếc nhá. Đấy, bác nào chốt thì báo em. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 21. Đây 21 là mẫu này. 21 ở đây em có bộ combo gồm hai cái bánh nhông này. Bên trong ở đây nó sẽ có cái phần trục bi như này. Trên đầu đây có một cái đầu ống nối nhanh nhá. Ống này của nó sẽ là ống 6. Kích thước này, hôm nay phần rãnh buli em đo được là 12. Phần rãnh ở đây em sẽ đo được của nó là 28 ạ. Mẫu này đo tổng chiều dài này. Tổng chiều dài phần thân mẫu này đến cái phần buli là được 11,2 cm các bác, không tính cái phần khớp, phần đầu ống nối bên trên nhá. Này là combo em bán theo là 100.000 combo 2 chiếc luôn các bác. Các bác chốt cho em là mẫu số 21 nhá, có mỗi một bộ thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 là cái bộ combo này. Combo này gồm 3 món. Đây trước đầu tiên một cái van đồng hồ. Đầu ống bên này của nó sẽ là ống tạ, ống 6 các bác, logo hàng ký hiệu của SMC. Đấy, hình thức là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Chiếc thứ hai. Mẫu này nó sẽ là có 3 cái đầu ống này, ống này của nó sẽ là ống 4 nhá. Cũng có logo ký hiệu của hàng SMC này. Phần thân còn đẹp, không có bị bể vỡ gì. Chiếc thứ ba là một chiếc cốc lọc. Hôm nay phần màn hình đồng hồ vẫn còn nguyên, phần cốc lọc còn nguyên, không có bị bể vỡ. Bên sườn này sẽ có cái phần van khóa này, ống này của nó ra sẽ là ống 6 nhá. Còn bên này là ống 4 này. Cái phần van khóa này của nó là bằng đồng này các bác, không hút lâm châm nhá. Đây. Make in Japan này các bác. Đây logo hàng mễ đấy. Make in Japan. Combo này gồm 3 món của mẫu số 22, có giá là 120.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 23. 23 cái này nó kiểu cái chân đỡ màn hình ấy các bác. Cái này nó bằng sắt nhá, nhưng mà nó đang bị kiểu hơi chặt dầu một tí, về các bác tra thêm dầu vào nó nhá. Đây này, cái phần khớp này này nó đang bị chặt này. Về các bác tra thêm dầu mỡ cho nó trơn nhá. Mẫu này kích thước phần mặt bích ở đây. Đây em cái phần chân đỡ này, ở đây em đo được là 12 cm này. Đây vuông 12 cm là cái phần chân này nhá. Còn cái phần chân chính này ở đây chiều tổng chiều dài nó được đo là 25 cm. Đây còn cái phần chân ngắn bên trên này, chiều dài của nó là 17 cm này. Đấy, cái này là mẫu số 23 này các bác, có giá là 50.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 24 nha. Đây là mẫu 24 này. Mẫu này ở đây em đang có mấy cái cây vít me nhá. Này của nó là vít me bi đấy ạ. Đây này. Một đầu bên trên này sẽ có một cái phần bi nha các bác. Còn bên dưới này sẽ có một cái phần gối á. Mẫu này xem nào, Make in Japan này các bác. Đây là có cái tem Make in Japan này. Phần đầu chụp mẫu này đo được là phi 10, phần vít me đo được là phi 16. Phần bát gen đường kính đo được là 29 này. Cái phần bát gen của nó hơi dài một chút thì nó sẽ làm cái hành trình của nó ngắn. Các bác không cần cái phần dài này, mình có thể tháo bỏ bớt cái phần thân này ra nhá. Nó rút ra được nha các bác. Còn chính ra cái phần bát gen của nó chỉ có một đoạn này thôi này. Mẫu này tổng chiều dài cả trục luôn đo được là 23,5 cm các bác. Ở đây em có giá là mã số 24, có giá là 80.000 một chiếc ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 25. Đây các bác đợi em chút nha, để em bỏ mẫu 25 ra đây này. Đây 25 là cái mẫu này. 25 là cái mẫu motor này các bác. Mẫu motor này nó đẹp lắm. Nó còn nguyên cả cái phần rắc cắm này, cái đầu rắc cắm là vẫn còn nguyên nhá. Đấy, mỗi một cái nó sẽ có hai cái đầu rắc cắm như này. Bên trên cũng sẽ có một cái phần đầu trục. Cái này phần đầu trục của motor đo được là 8 ly ạ. Kích thước phần thân. Cái này mặt bích bản rộng là 4 cm, chiều dài của nó là được 7,5 cm các bác. Trên đây nó sẽ có một cái tem này, AC sạc vô motor Made in Japan. Những cái mẫu này thì nó không thấy ghi là thông số điện bao nhiêu đâu nha các bác, nó chỉ có cái tem duy nhất như này thôi. Cái mẫu này thì bác nào biết thì chốt đơn nhá. Cái này thì bán thì rất là rẻ luôn này, cái bán theo combo 120.000, là combo gồm 2 chiếc luôn nha.
Mẫu này nhỏ ít tiền nên không có tách lẻ nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 26. 26 là mẫu xi lanh. Cái này xi lanh loại lớn này. Mẫu này nó có cái tem là Phi 63 hành trình 20 này các bác. Đầu van ống này của nó sẽ là ống 8 nhá. Phần ti hơi to này. Mẫu này phần ti hơi ở đây em sẽ đo được là Phi 20. Phần thân của mẫu này là Phi 63 là loại lớn nha các bác. Mẫu này phần thân ở đây bản rộng đo là 7,6 cm. Chiều dài phần thân của nó là 10 cm nha các bác. Chưa tính cái phần bên trên này đâu ạ. Đây là mẫu số 26. Cái này của em sẽ có giá là 100.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại là đang có là 3 cái các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 27. Đây 27 là cái này của em này. Cái này của nó bằng sắt hay ra đây. Ồ cái này bằng inox các bác, thử lâm châm không hút nha. Bên trong nó sẽ có cái phần lỗ lục giác như này. Phần lỗ lục giác ở đây em sẽ đo được là 16 á. Phần thân tròn bên ngoài đường kính đo được là 40. Mẫu này tổng chiều cao của nó đo được là 48. Và đây em có bộ combo này là của mẫu số 27 này. Có giá là 150.000, gồm 2 4 6 8 chiếc nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 28. 28 là bộ combo gồm 3 cái này. Ba cái này giống như ba cái motor ấy. Bên trên nó có cái phần, mẫu này có phần đầu trục này. Phần đầu trục mẫu này thì em đo được là 6 ly. Phần thân của nó đường kính đo được là 36 ạ. Chiều cao phần thân mẫu này đo được là 56. Đây. Trên đây nó có cái tem Make in Japan này, nó bị dán mất cái giấy đây. Để em bóc thử xem nào. Nó bị che mất cái phần thông số của nó rồi các bác. Đây. Không thể ghi là điện bao nhiêu đây. 24V các bác. Này thấy nó ghi là 24V. Make in Japan này. Con này thì không có cái phần đầu trục, cái dài nó không có đầu trục nhá. Còn chiếc này thì có phần đầu trục bên trên này. Đấy. Cái thân dài này có 2 chiếc, còn thân ngắn này có 1 chiếc nha các bác. Phần dây điện nó vẫn còn đây. Mẫu số 28 này, combo này gồm 3 chiếc của mẫu số 28. Thì có giá là 100.000 ạ. 100.000 3 cái các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 29. 29 là một chiếc xi lanh hơi hai đầu nha các bác. Đây nó sẽ đẩy ra hai đầu hơi như này. Đấy. Cái này cái phần gen ống ở đây này. Này ống cửa bằng đồng ấy các bác. Cái này có cái tem hàng của SMC Phi 80 hành trình 45 là loại lớn ấy các bác. 80 là xi lanh loại lớn nhá. Phần ti hơi mẫu này là được Phi 25 này. Rất là to luôn ấy. Mẫu số 29 này. Cái này của em có giá là 140.000. Cái này em có một chiếc thôi các bác. Đấy, Phi 80 luôn nha. Mẫu này chỉ có một cái thôi. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 30. Là cái mẫu trục tròn này. Hai đầu của nó sẽ có cái phần gối cho các bác. Mẫu này thì nó cái phần gối nó sẽ gọn hơn này. Các bác sẽ là bắt ốc ở bên dưới nha các bác. Đây bắt ốc bên dưới như này. Này của nó sẽ là phần trục tròn, là trục tròn sắt đặc đấy ạ. Trục tròn thì em đo được là Phi 25. Phi 25 thì cái mã bi gối của nó sẽ là 205 nha các bác. Mẫu này thì tổng chiều dài phần trục tròn là được 65 cm. Mẫu số 30 này của em có giá là 200.000 này. Đấy. Gồm cả hai đầu sẽ có gối và một cái trục tròn sắt đặc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 31. 31 là cái mẫu vít me này. Mẫu này là vít me bi nhá. Đây các bác, hai đầu nó sẽ có gối nhôm và cái phần mỗi một cái đầu vít me nó sẽ có cả cái phần cái cục nhựa này để chống va đập của cái phần bát gen nữa. Phần đầu trục vít me đo được là Phi 10. Đây các bác, đầu trục của nó đây nhá. Còn mẫu này phần vít me của nó sẽ là Phi 15. Trên đây nè, trong đây nó sẽ có một cái phần bát gen này các bác. Đây nó sẽ có cái đầu bát gen ở đây. Cái phần bát gen này của nó sẽ còn nguyên cả cái phần đầu bơm mỡ này. Hai đầu của nó sẽ có cái gối bi như này. Gối của nó sẽ là gối bằng nhôm nhá. Cái phần khung này các bác, phần khung này của nó sẽ là bằng nhôm như này. Chính ra là cái để như này mới đúng chiều của nó này. Thì các bác có thể bắt cái bàn máy ở bên trên như nó như này. Em đo kích thước của cái phần khung nhôm này nhá. Con này bản rộng là được 16 cm, chiều dài đo được là 15 cm này. Mẫu này tổng chiều cao, tổng chiều dài của nó sẽ được là 34 cm. Đây là mẫu số 31 này. Này của em có giá là 250.000 một chiếc nhá. Mẫu này hiện tại đang có 3 chiếc nha các bác. Chiếc nào cũng đều rất là mới và đẹp như này luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 32. 32 ở đây em có một cái màn hình này. Đây, cái phần màn hình này em thấy là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì nhá. Cái này nó đang bị lóa ánh sáng một chút này.
Con này thì chiều dài của nó đo được là 31,5 cm, còn cái chiều bên này em đo được là 23,5 cm nha các bác. Đằng sau nó sẽ có cái tem thông số như này. Đây nó ghi là hàng Made in Japan. Điện thì nó ghi là AC 100 đến 240V nha các bác. Ở đây nó có hai cái phần dây rác này, nó còn cái đầu dây điện đó cắt như này nha các bác. Đấy. Hình thức thì em thấy còn đẹp. Ở đây nó có một cái nút công tắc với cả một cái cổng chân rắc cắm 3 chân ở đây này các bác. Đấy. Đây là mẫu số 32. Cái này của em có giá là 200.000 một chiếc nhá. 200.000 một chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 33. 33 là mẫu xi lanh hơi hai đầu này các bác. Đây, mẫu này đang có tầm 10 chiếc luôn. Đây các bác, những cái chiếc này thì đầu van ống vẫn còn nguyên, ống này của nó sẽ là ống 6, đầu dây cảm biến vẫn còn. Xi lanh hơi hai đầu như này, nó sẽ đẩy ra hai đồng hơi như này nha các bác. Mẫu này có tem thông số này, pin 50. 50 x 30 trừ 20 này, nó là hành trình của nó sẽ là đẩy ra là 2 cm các bác. Tí hơi ở đem đo là phi 20. Còn phần thân này của nó này, phần thân nhôm ở đây chiều dài đo được là 6,7 cm. Bản ngang mẫu này đo được là 6 cm nha các bác. Mẫu này tổng chiều dài cả sản phẩm luôn là được 24 cm. Giá hôm nay thì siêu rẻ luôn, mẫu số 33 có giá là 80.000 một chiếc. Đấy, các bác mà có nhu cầu xem thêm hình ảnh của nó thì mời các bác qua Zalo em chụp ảnh nhé. Tất cả cái đầu van này của nó này kiểu bằng inox ấy các bác, không có hút lâm châm luôn nha. Đấy, van thì đều đầy đủ, đầu dây cảm biến cũng còn luôn ạ. Mẫu này em có đăng hình ảnh ở trên Zalo đấy, mời các bác qua Zalo xem tham khảo thêm nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 34 là cái cây vít me này. Mẫu này của nó sẽ là vít me bi nhá. Ở đầu đây sẽ có phần gối này các bác. Đầu bên trên này nó sẽ có cái phần gối như kia. Đây là cái phần gối của cái phần bát gen này. Mẫu này là hàng của NSK Made in Japan nhá. Mẫu này phần đầu trục đo được là phi 10, phần vít me đo được là phi 15. Phần bát gen này, đường kính ở đây em đo được là 34. Cái phần gối ở cái phần bát gen thì nó đang bị tụt ra kìa các bác. Cái này thì tiểu này em sẽ kiếm đồ để lắp lại nhá. Mẫu này tổng chiều dài đo được là 85 cm. Hành trình này, hành trình dài nha các bác. 48. Hành trình của mẫu này là được bao nhiêu đây? 70 cm nha các bác. Hành trình mẫu này 70 cm, hành trình dài nha. Đây vít me này, trơn chu nhẹ nhàng, thẳng đẹp, không hề có bị cong hay là vặn vẹo gì đâu ạ. Mẫu số 34 này. Cái này của em có giá là 150.000 thôi ạ. Hàng đẹp luôn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 35. 35 là một mẫu xi lanh hơi này. Mẫu này phần thân của nó sẽ thân nhôm nha. Mẫu này là loại lớn nha các bác. Bên trên đây nó sẽ có các cái kiểu như một cái thước nó dán ở đây này các bác. Đấy, nó vạch chia số nha. Để em xem mẫu này nè. Mẫu này của nó là phi 100, hành trình là 160. Là hành trình nó đẩy sẽ được là 16 cm nhá. Mẫu này hàng của Ý này, Made in Italy này các bác. Đây nó có cái phần tem thông số ở đây này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cái đầu van kiểu này. Đấy, các bác cấp hơi vào đây. Cấp hơi vào hai cái đầu van này nhá. Mẫu này thì em có test một cái video ở trên Zalo đấy. Các bác có thể qua Zalo để xem nhá. Mẫu này là loại lớn phi 100, là loại lớn đấy các bác. Mẫu này phần ti hơi em đo là phi 25. Cái đầu van của mẫu này cũng rất là lạ nhá. Nó không giống như các cái van loại bình thường đâu. Mẫu này bản ngang này là 10,5 cm. Phần thân mẫu này tổng chiều dài là 30 cm nha các bác. Mẫu số 35. Cái này của em có giá là 1 triệu một chiếc. Loại lớn, hàng đẹp nha các bác. Hàng của Ý đấy. Mẫu này bác nào mà chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship. Mẫu này em đang có 3 chiếc. Nếu bác nào mà mua hết cả 3 chiếc thì em sẽ giảm giá nhé. Tiếp theo chuyển qua mẫu mẫu xi lanh này. Hiện tại thì kho đang có cả cái loại mà phi 80, hành trình 50 này. Phi 80, hành trình 100 nữa. Kiểu nhỏ hơn như này một chút này các bác. Các bác có cần kích thước loại nào thì mời các bác qua Zalo chọn thông số, báo thông số. Xong em sẽ chọn vài mẫu gửi ảnh các bác xem nhé. Xi lanh hơi hiện tại của nó cũng mới về được một ít. Nó cũng có vài mẫu đấy. Tiếp theo chuyển qua đây là mẫu 36. 36 là mẫu ổ cắm điện này các bác. Mẫu này là hàng nội địa Hàn Quốc nhá. Mẫu này nó sẽ có hai cái ổ cắm này, một công tắc trên đầu. Các bác dùng thì mình bật, mà không dùng mình tắt đi nhá. Mẫu này là hàng mới chưa qua sử dụng, nhưng mà tại vì nó không có cái bọc bảo vệ các bác, nó bị mất bọc bảo vệ rồi nên là trông nó hơi bị bụi bẩn một chút. Mẫu này thì dây to này, 16A 250V, là loại công suất lớn đấy các bác. Dây của nó sẽ là dây mềm, không có dây cứng nha. Khi các bác cắm này thì ổ cắm nó sẽ cắm ngập sâu giống như này.
rất là chắc chắn, không sợ mô ve hay là bị dơ hay là lỏng lắc gì đâu các bác. Không giống như cái hàng ổ cắm của mình đâu. Cái này thì em bán theo combo là 100.000, là combo 2 chiếc như này. Các bác có thể mua combo 100.000 2 chiếc rồi mình về trải nghiệm thử về chất lượng sản phẩm của cái ổ cắm này nhá. Đảm bảo là các bác ưng ý. Mẫu này thì em về cũng khá là nhiều lần rồi, chưa có bác nào chê về cái chất lượng của nó luôn ạ. Mẫu số 36 combo 100.000, combo gồm 2 chiếc nhá. Mẫu này các bác chốt thoải mái đây. Mẫu này hôm nay chắc đang có tầm từ 20 đến 25 chiếc cơ. À, tiếp theo anh chuyển qua mẫu 37. 37 cũng là một mẫu ổ cắm hàng chưa qua sử dụng. Mẫu này thì bên trên này nó sẽ có cái ba cái đầu dây như này. Về các bác đấu điện vào nhá. Mẫu này là coi như là không có dây điện nha các bác. Trên đầu sẽ có một nút công tắc như này, mình dùng thì mình bật, không dùng thì tắt đi. Mẫu này thì nó sẽ có nhiều ổ cắm, 6 ổ cắm chân tròn. Mẫu này nó sẽ có cái tem thông số đằng sau này, 10A 250V. Đấy. Đây có chữ hiệu chữ K là của ký hiệu của Hàn Quốc này các bác. Nó lóa quá nhỉ, không nhìn rõ. Đây đây các bác. Đấy. 10A nhá, 250V này các bác thấy không? Cái này thì em sẽ bán theo combo này, 150.000 là combo gồm 2 chiếc luôn nhá. Bác nào muốn mua kèm theo đơn hàng ấy mà muốn mua thử một chiếc để mình trải nghiệm thì sẽ có giá là 80.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này thì có ít hơn thôi, mẫu này thì chỉ có tầm 10 đến 12 chiếc thôi các bác. Các bác có cần xem lại hình ảnh của mẫu này mời các bác qua Zalo em chụp ảnh nhá. Mẫu này là sẽ có 6 ổ cắm trên một chiếc này đấy. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 38. Đây, 38 là cái bộ khung trục tròn này. Đây các bác. Đây để như này các bác dễ nhìn hơn. Mẫu này là hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn sắp đặt. Mẫu này trục tròn em đo được là phim 16. Ở giữa nó sẽ có một cái xi lanh hơi, đầu van ống mẫu này của nó là ống mấy đây? Đầu van ống của nó sẽ là ống 6 nha các bác. Logo có xi lanh là hàng của SMC, phim 50 hành trình 60. Đầu dây cảm biến của hai cái đầu dây cảm biến của xi lanh vẫn còn nguyên nhá. Phần khung của mẫu này sẽ là khung bằng sắt nha các bác. À, mẫu này độ dày phần khung ở đây em sẽ đo được là 15. Đây kích thước này. Kích thước phần mặt bích khung này, mẫu này mặt khung của nó to nha các bác. Phần khung ở đây bản rộng là được 16 cm, chiều dài mẫu này đo được là 31 cm nha các bác. Đấy. Khi các bác mà cấp hơi vào này, các bác cấp hơi vào hai cái đầu của van ống xi lanh này thì nó sẽ nâng đẩy cái phần trục tròn và cái phần xi lanh lên nha các bác. Mẫu số 38 này, cái này của em có giá là 400.000 một chiếc nha. Ô sao nó lóa ánh sáng và nhìn hơi khó nha. Đây này. Phần trục tròn thì nó sẽ có bi như này nha các bác. Cái này em rút bằng tay thì nó sẽ hơi khó một chút, nó đang bị hút được cái hơi ấy. Thì rút bằng tay thì nó sẽ hơi khó. Các bác cấp hơi vào thì nó sẽ hoạt động, nó trơn tru, nó dễ hơn. Mẫu này rất là mới luôn. Còn đây là mẫu 39. 39 thì kích thước nó cũng y chang như cái mẫu 38 thôi. Nó sẽ có thêm một cái phần phụ kiện bên dưới này các bác. Cái này không biết gọi nó cái gì đây. Đây, kích thước là trục tròn này, phần khung sắt, phần xi lanh là đã nó là của cái mẫu 38 nhá. Mẫu 39 này thì nó sẽ có thêm một cái phần khung đế ở bên phần bên đế dưới như này này các bác. Đấy. Bác nào mà có nhu cầu mà mình chốt mẫu này thì bảo em, mẫu số 39 này có giá là 500.000. Nếu mà số 38 mà có bác nào mà mua rồi mà không muốn lấy cái phần đế này thì em sẽ tháo bỏ cái phần đế này ra nhá, thì bán cho các bác là mẫu 38 thôi. Đấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu 40. Đây 40 đây. 40 là cái mẫu trục này. Đây để em quay ngược nó lại. Đây, anh như này thì các bác sẽ dễ nhìn hơn. Mẫu này này, hai bên này sẽ có hai cái phần gối nhá. Bên màu trắng này là gối bằng nhôm, còn bên kia sẽ là gối sắt các bác. Phần trục tròn ở giữa này của nó sẽ là trục tròn sắt đặc nhá. Cái phần bi gối thì của nó sẽ là cái lỗ 35. Chuẩn 35 nha các bác. Mã bi của nó sẽ là 6207 nha. Phần đầu trục con này đo được là 29 nha các bác. Còn cái phần trục chính to ở giữa này sẽ là phi 50. Nó là đặc ruột nha các bác, không phải là giống ruột đâu. Đây mẫu này đo tổng chiều dài này. Tổng cả chiều dài sản phẩm từ bên kia sang đây sẽ được là 71 cm. Mỗi một cái phần gối này nó sẽ có hai cái bi bên trong nha các bác. Đây bên này có hai cái bi này thì bên kia cũng sẽ có hai cái bi. Phần trục và phần bi này quay rất là êm và trơn tru luôn. Mẫu này thì hàng đẹp nha các bác. Mẫu số 40. Cái này của em sẽ có giá là 700.000 một chiếc. Bác nào mà chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship. Còn ship COD thì các bác tự trả ship nhé. Mẫu này hình như nó nặng mười mấy kg một chiếc đấy các bác. Đấy. Bác nào có cần xem thêm hình ảnh của mẫu này thì mời các bác qua Zalo em sẽ chụp ảnh nhé. Mẫu này thì đang có tầm 4 đến 5 chiếc nha.
Và cái nào cũng đều như này luôn. Tiếp theo chuyển qua mẫu 41. 41 là cái mẫu khung trục tròn này. Đây các bác, hai bên của nó sẽ có hai cái trục tròn sắt đặc. Hôm nay đem sẽ đo được là phim 16. Kích thước phần nhôm này, mẫu này độ dày của nó là 1,5 cm, bản rộng là 7 cm, chiều dài mẫu này đo được là 29 cm ạ. Mẫu này tổng chiều cao đo được là 18 cm. Số 41 này, đấy, trục bi rất là êm luôn. Mẫu này của em sẽ có giá là 150.000 một chiếc nhá. Mẫu này hiện tại là đang có 8 chiếc nha các bác. Đấy các bác, bác nào có cần xem lại hình ảnh của mẫu này mời các bác qua Zalo em chụp ảnh nhá. Đây phần trục tròn này ở đây này, cái phần bên trong này em đo được là 12,3 cm nha các bác. Còn phần bên ngoài đo được là 15,5 cm này. Tất cả cái nào cũng thế thôi. Cái phần bi cũng đều rất là trơn, trơn tru nha các bác. Đây, đó. Trơn tru nhẹ nhàng. Nó sẽ cùng một cỡ nha các bác. Mốc số 41 là cùng một cỡ luôn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 42 ạ. 42 của em nó sẽ là dây trượt nha các bác. Bộ này mẫu 42 đang có 3 bộ này. Đây các bác, em đo kích thước của nó nhé. Mẫu này bản dây của em sẽ đo được là 20, chiều nghiêng phần dây đo được là 16 này. Trên mỗi một thanh dây thì nó sẽ có là 3 con bi trượt như này. Kích thước của bi, mẫu này bản rộng là 40, chiều dài của bi là 62. Phần thanh dây, mẫu này đo được của nó là 91 cm nha các bác. Một bộ của em sẽ gồm là 2 dây và 6 bi trượt như này luôn. Có giá là 560.000 một bộ 2 cây nhá. Đây các bác đang thấy đây, em đang có là 3 bộ này. Đây là mẫu 42 nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 43. 43 là mẫu bên cạnh đây. Mẫu này bản dây của em đo được là 20, chiều nghiêng của nó đo được là 18. Bản dây dày nha. Kích thước của bi, mẫu này bản rộng đo được là 43, chiều dài phần bi đo được là 8 cm nha các bác. Phần thanh dây này, mẫu này đo được là 108 cm. Cặp này các bác sẽ có gồm 2 dây và 4 bi trượt đây nha các bác. Bộ này có giá là 600.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 44. Đây 44 là mẫu này. Mẫu 44 đang có 2 bộ. Mẫu này của em nó là bản dây 20, chiều nghiêng phần dây đo được là 18. Nó cùng kích thước với cái mẫu 43 đấy các bác. Cái phần bi luôn ấy. Mẫu này chiều dài phần thanh dây sẽ đo được là 96 cm. Bộ này các bác sẽ có 2 dây và 2 bi trượt như này. Có giá là 480.000 một bộ nhá. Đây đầu bơm mỡ của nó vẫn còn luôn này. Dây hôm nay đẹp lắm các bác, đều trơn tru nhẹ nhàng hết luôn. Mẫu 48 hiện tại em đang có 2 bộ nhá. À mẫu 44 chứ. Mẫu 44 em đang có 2 bộ cạnh nhau này các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 45. Đây 45 là cái bộ này. Mẫu này là loại dài này. Mẫu này của em bản dây 20, chiều nghiêng phần dây đo được là 18. Kích thước của bi này, mẫu này bản rộng của bi là 44, chiều dài của bi em đo được là 80. Mẫu này là cái bộ mẫu 45 thì sẽ gồm là 2 dây và 4 bi trượt nha các bác. Đây. Mẫu này phần thanh dây chiều dài của nó được 156 này các bác. Đây 156 nhá. Bộ số 45 sẽ có giá là 1 triệu, sẽ gồm là 2 dây và 4 bi trượt như này. Phần dây bi trơn trượt nhẹ nhàng. Đây đầu bơm mỡ của nó vẫn còn nguyên này, ở 4 cái bi vẫn còn nguyên cái đầu bơm mỡ nhá. Các bác chốt cho em là mẫu 45 có giá là 1 triệu. Tiếp theo chuyển qua mẫu 46. Đây 46 là cái bộ bên cạnh này. Bộ này bản to nhất trong video với cả dài này các bác. Bộ này của em nó là bản dây 25, chiều nghiêng phần dây đo được là 17. Đây bi của mẫu này cũng là bi to nhất luôn. Bản rộng của bi là 50, chiều dài của bi đo được là 100, là 10 cm nha các bác. Phần thanh dây này, dây mẫu này dài là 165 cm nha các bác. Bộ này gồm 2 dây và 8 bi trượt. Đây các bác thấy này, bộ này rất là nhiều bi nhá. Mẫu số 46 này có giá là 1.400.000, là gồm 2 cây dây và 4 bi trượt nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 47. Đây 47 là mẫu này. Mẫu này của em nó là bản dây 20, chiều nghiêng phần dây đo được là 18. Kích thước của bi này, bản rộng của bi là 44, chiều dài của bi là 80. Mẫu này phần thanh dây này, dây của mẫu này sẽ dài là 156 cm nha các bác. Đầu bơm mỡ của bi vẫn còn này, bi thì trơn tru nhẹ nhàng nhá. Mẫu số 47, bộ này của em là gồm 2 cây dây và 2 con bi trượt, có giá là 900.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 48. 48 là một mẫu dây ngắn này.
Đây 48 là cái mẫu dây ngắn đây nha các bác. À, bộ này của em nó sẽ là bản dây 15, chiều ngang phần dây đo được là 10 mấy mấy đây. Chiều ngang phần dây là 14 nha các bác. Kích thước của bi em đo luôn này. Mẫu này bản rộng của bi là 33, chiều dài phần bi đo được là 53 các bác. Phần thanh dây mẫu này đo được là 52 cm. Bộ này các bác sẽ có là 2 dây và 4 bi trượt như này. Có giá là 220.000. Đây các bác chốt cho em là mẫu 48 nhé. Cái này có một bộ thôi. Tiếp theo đây là mẫu 49, một thanh dây lẻ. Mẫu này của nó là bản dây 20, chiều ngang phần dây em đo được là 16 ạ. Kích thước của bi này, mẫu này bản rộng của bi đo được là 40, chiều dài của bi đo được là 62. Phần thanh dây mẫu này đo được là 47 cm. Mẫu này sẽ gồm là một cây dây và hai con bi trượt của mẫu số 49, có giá là 140.000. Đây đầu bơm mỡ của hai cái bi vẫn còn nguyên nha các bác. Tất cả dây bi đều trơn trượt nhẹ nhàng, các bác về chỉ cần là sử dụng luôn nhé. Tiếp theo đây là mẫu 50, một bộ dây mini nhỏ nhỏ nha các bác. Mẫu này của nó là bản dây 12, chiều ngang phần dây đo được là 8 ly nha các bác. Kích thước của bi này, mẫu này bản rộng của bi là 27, chiều dài phần bi ở đây em đo được là 26 nha. Mẫu này là kiểu mini, cái này có một bộ thôi. Mẫu này thì chiều dài phần dây đo được là chiều dài phần dây là 57 cm nhá. Bộ này thì gồm là hai dây hai bi như này. Này thì nó không, em thấy nó không được đẹp lắm đâu. Mẫu số 50 gồm hai cây này, có giá là 100.000 các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 51. 51 là bộ này. Bộ này là bản dây 15, chiều ngang phần dây đo được là 15 luôn ạ. Kích thước của bi này, bộ này bản rộng của bi là 33, chiều dài phần bi ở đây em sẽ đo được là 62 nha các bác. Mẫu này dây cũng khá dài đây. Chiều dài phần thanh dây là được 82 cm. Bộ này các bác sẽ có là 2 dây và 4 bi trượt, có giá là 350.000. Các bác chốt cho em là mẫu 51 nhé. Tiếp theo đây là mẫu 52. 52 ở đây là một cây vít me này. Ở trên đầu này nó sẽ có một cái bi đĩa nha các bác. Cái mã bi của nó là 205 nha. Mẫu này là vít me bi nha các bác. Phần đầu trục ngoài này, mẫu này phần đầu trục ngoài đây em sẽ đo được là 20, bên trong này là 25. Mẫu này phần vít me của nó đo được là phi 32, vít me to các bác. Phần bát gen đường kính đo được là 48 ạ. Kích thước của vít me này, chiều dài phần bát gen mẫu này là được 6 cm. Mẫu này mà đo tổng cả chiều dài sản phẩm luôn này, bao tổng cả chiều dài sản phẩm mẫu này sẽ được là 97 cm nha các bác. Để em xem hành trình bao nhiêu này. Hành trình mẫu này là được 70 các bác. 70 mấy đây. Hành trình mẫu này là được 77 cm nha các bác. Đây là mẫu số 52. 52 này các bác, mẫu này vít me bi nha, lại to đẹp luôn, rất là sáng luôn. Mẫu này có giá là 350.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 53. 53 là có một cây. Cái này cũng là một mẫu, cái này là vít me cơ hay sao đây? Đây nó sẽ có một cái bát gen bên trên này. Mẫu này kiểu như vít me cơ này các bác. Hai bên sẽ có hai cái phần gối như này nha các bác. Đấy, hai bên sẽ có hai cái phần gối bi này. Ở ngoài đây sẽ có một cái phần tay quay. Mẫu này nó có cái tay quay rất là to luôn này. Để em xem đường kính. Đường kính phần tay quay của nó là 14,5 cm nha các bác. Tay quay của nó tay quay bằng nhựa thôi. Mẫu này phần gen ở đây đo được là 25. Phần bát gen bên trong đường kính đo được là 50. Chiều dài của phần bát gen là 50 nha các bác. Mẫu này cũng đẹp nha. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 102 cm. Hành trình này, hành trình mẫu này được 85 cm nha các bác. Hành trình dài. Đây là mẫu số 53. Cái này của em có giá là 400.000. Đây các bác, hai đầu sẽ có gối luôn nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 54. 54 là mẫu vít me bi này. Mẫu này có một cây. Đây 54 là cây này. Mẫu này phần đầu trục ngoài đo được là phi 10, phần vít me là phi 15. Phần bát gen ở đây đường kính em đo được là 34. Đây vít me bi nha các bác. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 60 cm. Hành trình này, hành trình mẫu này là được 45 cm các bác. Mẫu số 54 này của em có giá là 100.000, có một cây thôi. Tiếp theo đây là mẫu 55. 55 mẫu này có nhiều này. 55 mẫu này có hẳn 3 cây luôn. Mẫu này phần đầu trục ở đây em sẽ đo được là phi
13, phần vít me đo được là phi 20, phần bát gen đường kính đo được là 34. Chiều dài này, mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm ở đây em sẽ đo được là 85 cm nha các bác. Hành trình này, hành trình dài này các bác, mẫu này được 70 cm hành trình của nó nhé. Mẫu số 55 có giá là 160.000 một cây. Mẫu này em đang có 3 cây để cạnh nhau đây nhé, cây nào cũng đẹp luôn. Tiếp theo là mẫu 56 ở đầu ngoài đây có một cái bánh phần là bánh răng này. Phần đầu trục mẫu này em đo được là phi 12, phần vít me mẫu này đo được là phi 20 nha các bác. Phần bát gen ở đây em sẽ đo được là phi 30. Trên đây sẽ có hai cái phần đầu trục nha. Mẫu này là vít me cơ đấy ạ. Đây mẫu này là vít me cơ nha. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ được là 75,5 cm. Mẫu này hành trình cũng khá là dài. Hành trình này ở đây em xem bao nhiêu đây, 21 này. Hành trình mẫu này là được 50, hành trình mẫu này là được 55 cm nha các bác. Mẫu số 56 này, cái này thì em chỉ có 1 cây thôi. Mẫu này có giá là 140.000, mẫu này có 1 cây nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 57. 57 mẫu này có 3 cây này. Đây 3 cây để cạnh nhau đây nha các bác. Phần đầu trục này, đây một phần đầu trục nó sẽ to như này, còn một bên thì phần đầu trục nó sẽ nhỏ như này nhá. Phần bên này thì đo được là phi 12, còn cái mẫu bên này thì ở đây đầu trục của nó sẽ là 17 nha các bác. Phần bát gen bên trên đường kính ở đây em sẽ đo được là 30. Mẫu này là vít me cơ nhá. Tổng chiều dài sản phẩm này, mẫu này sẽ đo được là 85,5 cm ạ. Hành trình mẫu này cũng dài này, 37. Mẫu này hành trình của nó được 72 cm các bác. Mẫu số 55, cái này của em có giá là 160.000 một cây. Đây đang có 3 cây để cạnh nhau cùng một kích thước nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 58. 58 là gồm 3 cái cây dây trượt lẻ này. Mẫu này của em nó là bản dây 15, chiều nghiêng phần thanh dây em sẽ đo được là 15 luôn nha các bác. Mỗi một cây dây sẽ có một bi trượt. Mẫu này bản rộng của bi đo được là 33, chiều dài của bi đo được là 62 các bác. Phần thanh dây này, mẫu này chiều dài đo được là 82 cm. Mẫu số 58 này, ở đây em đang có 3 cây này, có giá là 140.000 một cây nha các bác. Hôm nay trên video của em có tất cả tổng 58 mã hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì alo đặt hàng ủng hộ em theo số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác kênh các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo.